Dạ cô cũng người Khmer luôn hả? Dạ. Vậy là mình nói giữa hai tiếng Khmer, tiếng Kinh luôn hả cô? Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Góc của Lộc trong thời gian qua. Mọi người có thấy là hiện gần đây là những cái vlog mới của Lộc thường diễn ra ở miền Tây không? Tại vì Lộc đã chuyển công việc xuống khu vực này ở rồi, thì trong tương lai sẽ có rất là nhiều những cái clip như là ở Cà Mau nè, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Thì mình sẽ đi những cái tỉnh miền Tây để tham quan và quay lại cho các bạn xem. Các bạn nhớ theo dõi kênh của mình nha. Sóc Trăng được biết đến như thủ phủ của những ngôi tháp. Ngoài là không gian sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của đồng bào Khmer, những ngôi chùa còn là điểm đến không thể bỏ qua cho du khách thập phương trong hành trình khám phá vùng đất miền Tây Nam Bộ. Mỗi ngôi chùa mang một phong cách hoàn toàn khác nhau, trong đó không thể nhắc đến ngôi chùa Bô Tung Vong Sa Somrong. Từ ngoài đường chính đi vào chùa khoảng 100m, hai bên có rất là nhiều những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Tại Sóc Trăng là một trong những cái ngôi chùa có Phật giáo Khmer. Trong thời gian hiện tại thì rất là nhiều những bạn trẻ đến đây check in, bởi vì ở đây có một cái ngôi tháp bảo màu nâu như màu đá, rất là đẹp nha mọi người. Chùa Bô Tung Phong Sa Somrong còn được người dân địa phương quen gọi là chùa Somrong, tọa lạc tại số 367 Tôn Đức Thắng, phường 5, thành phố Sóc Trăng. Theo các vị sư kể lại thì chùa Somrong được xây dựng từ đầu vào năm 1785, đã trải qua 12 đời trụ trì. Ban đầu chỉ là tre lá tạm bợ, sau nhiều lần trùng tu đã khang trang như đến ngày hôm nay. Khuôn viên chùa được chia thành nhiều khu vực khác nhau, nổi bật nhất là ngôi tháp bảo, được đặt ngay lối đi vào chùa và song song với ngôi chánh điện. Ngôi tháp bảo có 4 hướng và 4 lối đi, là đại diện của từ bi hỷ xả. Dọc hai bên lối dẫn lên bảo tháp là hình tượng rắn thần Naga và các mô típ văn hóa Khmer được chạm khắc rất tinh tế, sắc sảo. Đường dẫn lên bảo tháp thì có rất là nhiều những cái bậc thang với những cái hoa văn của người Khmer. Ở phía giữa của tháp là tượng của Đức Phật Thích Ca, rất là đẹp nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thả flycam quay cho mọi người xem ở phía trên như thế nào nha. Về cái tên Somrong, do nguyên nhân trước đây vùng này có rất là nhiều những cây dại mang tên Somrong mọc quanh chùa, từ đó ngôi chùa có tên này đến hàng trăm năm qua. Hiện tại chùa Somrong chỉ còn có 2 cây đang phát triển rất là tốt ở phía sau của chùa. Chánh điện là nơi thờ Phật. Trong những công trình kiến trúc của chùa, toàn bộ chánh điện được nâng đỡ bởi 6 hàng trụ cột. Tầng mái được kết cấu khá đặc biệt, gồm 3 hệ thống mái chồng lên nhau. Đây là ở bên trong cái khu chánh điện. Cái ngôi chánh điện này được xây dựng từ năm 2000 và đến bây giờ nó vẫn giữ cái nét cổ kính và những cái nét văn hóa của Phật giáo Khmer á mọi người. Những cái cột ở đây thì nó trang trí rất là đẹp nha, có những cái hoa văn đặc trưng của người Khmer. Và trên tường thì sẽ có những cái hình ảnh về lúc cuộc đời của Đức Phật và lúc Đức Phật nhập Niết Bàn. Trên những cái cột này có viết những cái dòng chữ, mình nghĩ là những cái dòng chữ này là của những cái người mà đóng góp xây dựng ngôi chùa đó mọi người. Bên
Vậy thờ bên trong chánh điện thờ rất nhiều Đức Phật Thích Ca, trong đó có hai tượng Phật Thích Ca cổ được chế tác bằng cây vào năm 1785, đúng năm thành lập của ngôi chùa. Chùa được xây dựng lại vào năm 2000 và trong thời gian này có rất là nhiều những cái mạnh thường quân và những cái Phật tử cúng dường, thì họ đóng góp từ ở trong nước, ngoài nước cũng có luôn nha mọi người. Đây là cổng ở phía trước của chánh điện thì có ghi là Canada và xây dựng vào năm 2000, có nghĩa là có cái Phật tử ở Canada đã ủng hộ mọi người. Còn đây là cái không gian ở phía sau của chánh điện thì có một cái quán ăn và một cái sân rất là rộng. Chùa được xây dựng theo kiến trúc giống như các chùa Khmer Nam Bộ khác với diện tích là 5 hecta, bao gồm chánh điện, sala, nhà cho sư sãi, có một thư viện sách có khoảng hơn 1.500 quyển, phục vụ cho các em học sinh, người dân, bà con Phật tử tại địa phương. Khoảng tầm 5 giờ chiều thì sẽ có một cái hội kẻn, mình nghĩ là cái hội kẻn này để tập trung các sư sãi trong chùa để quét dọn và chuẩn bị ăn uống buổi chiều. Ở đây là cái nhà dành cho các sư sãi, đây là một cái sala cũ, sau này dành cho các sư sãi ở và sinh hoạt ở đây á mọi người. Thì mọi người đi tham quan nhớ tránh làm phiền khu vực này nha. Kế bên cái ngôi nhà cho sư sãi là cái khu sala mới. Cái tòa này được mới xây gần đây và ở đây dùng để tiếp khách cho các sư thầy tụng kinh này kia mọi người. Thì mình sẽ đi vô trong quay cho mọi người xem cái không gian bên trong nha. Cái không gian phía sau có một cái quán ăn của cô Phượng. Cô Phượng bán bún nước lèo và nước ở đây rất là rẻ nha mọi người. Một tô bún chỉ khoảng 20.000 đồng và một cái ly cà phê sữa chỉ khoảng 8.000 thôi. Bây giờ mình sẽ lại hỏi thăm cô xíu nha mọi người. Người Khmer hết hả cô? Dạ cô cũng người Khmer luôn hả? Dạ. Vậy là mình nói giữa hai tiếng Khmer, tiếng Kinh luôn hả cô? Dạ. Hai tiếng luôn. Bởi vì con thấy cô nói chuyện với con xong cô quay qua cô nói chuyện mấy người khác cũng hay quá ha. Dạ. Mình bán ở đây là mình phụ quét dọn vậy hả cô? Mình bán ở đây là mình phụ quét dọn vậy hả? Phụ quét đâu có sao. Phụ quét có khuya, khuya thì cần phụ quét. Dạ. Dạ. Mình bán đây là mình xin hay là mình được mình thuê cô ha? Dạ. Thuê cho à? Dạ. Kiểu như mình vừa tiếp khách rồi này kia để cho người ta có chỗ người ta ăn uống này kia ha, người ăn quen đúng không? Thì bán rẻ. Dạ. Mình làm như vậy mình tích lũy công đức mình thêm nữa. Dạ. Của mình đó. Dạ. Chứ mình bán mắc quá sau này bán. Đúng rồi, cô bán rẻ quá rồi cô. Hả? Cô bán rẻ quá. Mấy lần trước con ghé ở đây con ăn bún à, con thấy cô bán cũng có 20.000, 25.000 chứ đâu có nhiều đâu. 20 hả? Dạ, 20 hả? 15 cũng bán. Dạ. Ai, nên là người ta không có tiền, người ta không ít 10.000 cũng bán. Nhiều dạ. Khi cô cho luôn. Dạ, đúng rồi. Mình bán trong chùa mà. 15 cũng bán. Mình lợi ớt. Dạ, lợi ớt. Lợi ớt mà được rất nhiều. Dạ. Cũng bằng người bán mắt không bao. Dạ, đúng rồi con. Dạ. Dạ. Sống nơi người hồi xưa ở đó mà ở. Hồi mà già xưa. Dạ. Đất đai rồi chia nhau mà ở, bây giờ ở một tấc đất một tấc vàng. Dạ. Ủa cô, cây sâm rong là cái này gì cô? Cây
cái sông ở bên kia rồi con. Cái sông Rồng ở bên kia đó con. Ừ, hai dạ. Cây hai cây sông Rồng đó con. Vậy là đi sau thứ phía sau đó. Dạ. Thấy trái nó, trái nó như là trái lê. Trái lê. Trái nó bự không con, trái cỡ trái lê hả con? Không phải, như trái lê mà như trái bơ, nó dài á. À, trái bơ nó dài ha. À, không phải trái lê giống trái bơ, nó dài. Dạ. Rồi nó chín nó đỏ lo má. Dạ. Thôi chúc cô may mắn đất ha. À. Dạ, con cảm ơn cô. Con ra đằng sau con coi thử đi cái cây đó như thế nào. Chúc con dồi dào sức khỏe, làm gì thành công bên hông. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Mình mới hỏi cô là cây sâm rong là cây gì? Tại vì cái ngôi chùa này có tên sâm rong là do xung quanh đây có rất là nhiều những cái cây dại, ngày xưa người ta gọi là cây sâm rong. Ở đây hình như là chỉ còn có hai cây duy nhất thôi mọi người. Ở đây nhiều quá không biết là cây nào luôn. Phía sau ngôi chùa có tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, uy nghi phúc hậu ở ngoài trời, với kích thước dài 63m, cao 22,5m, đặt trên cao khoảng 28m so với mặt đất. Chùa Sâm Rong không chỉ trở nên thơ mộng vào buổi xế chiều, đến đây giờ này du khách không chỉ lễ chùa, cầu bình an mà còn có thể cho mình một album ảnh rất là ấn tượng độc đáo, giống như các bạn đang đi du lịch ở Thái Lan vậy. Trong bóng mát thâm xuyên của những ngôi điện cổ xưa, hòa lẫn với những ngôi nhà hiện đại khang trang, xa xa là ánh mắt từ bi của Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, đang kêu gọi sự nhân ái, hòa đồng, yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh. Tất cả đã làm du khách dễ say lòng khi đến với ngôi chùa Sâm Rong. Chùa Sâm Rong là nơi để du khách gần xa tìm đến khám phá, trải nghiệm những tinh hoa, văn hóa, tín ngưỡng độc đáo của đồng bào Khmer Sóc Trăng nói riêng và Nam Bộ nói chung. Tạm biệt mọi người, nhớ like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều vlog mới của Lộc mỗi tuần nha.